Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Seva Gundam. Trên tay của mình đây là mẫu SD Wukong Imbu Gundam. Mẫu Gundla mà trong một bộ phim đang rất là hot vừa được trình làng cách đây vài tuần. SD Gundam, danh tướng thế giới. Với rất là nhiều những nhân vật nổi tiếng từ các vũ trụ như là Tam Quốc, Chiến Quốc, Tây Du Ký, thì hôm nay là một mẫu đến từ vũ trụ của Tây Du Ký. Nó lấy hình tượng là con Wukong, nhưng mà mình thấy thì nó có lai lai của cả Goku trong 7 viên ngọc rồng nữa. Chúng ta hãy cùng xem thử mẫu Gundam của ngày hôm nay có gì thì hot và đẹp nhé. Đầu tiên là về phần bóc, thì mặt trước của bóc là một hình ảnh con Wukong cầm cây thiết bản cực kỳ ngầu và đẹp mắt. Bên góc trên chúng ta sẽ thấy được logo của series phim này, Gundam World Hero. Bên hông của hộp, chúng ta xem thử thì ở đây chúng ta sẽ có thể check được những cái thông tin mới bằng cách scan cái mã QR này. Bên đây thì không có gì mới lạ. Bên đây là hình ảnh con Wukong, nhìn cực kỳ đẹp mấy bạn. Màu vàng nhìn rất là đẹp, nhưng mà không biết ở trong như thế nào. Mình đoán chắc thì chắc cũng không được như vậy đâu. Đây là những cái tư thế và show ra cho chúng ta thấy là khớp của lần này của con SD này khá là tốt. Ngoài ra thì con Wukong này còn có thể biến được hai dạng khác nhau. Đây là hình dạng khi mà chiến đấu, và đây là khi mà hóa thành con khỉ khổng lồ như là ở trong phim. Thì bóc thì chỉ có vậy. Chúng ta cùng xem thử bên trong nó như thế nào nha. Bên trong của bóc thì chúng ta sẽ có tổng cộng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 runner nha mấy bạn. Cũng khá là nhiều so với một con SD mà ở tầm giá khoảng tầm 180. Thì chúng ta có tới 7 runner, cũng khá là nhiều. Nhưng mà như mình đã nói thì đây là màu vàng khá là như là vàng thường, nhưng mà trong hình ảnh thì rất là lung linh. Và cái này thì các bạn chơi SD thì không quá xa lạ, nhưng mà với các bạn mới thì cũng đừng quá hy vọng, vì thực ra Bandai cũng rất là mong muốn các bạn tự sơn lại một chút nhìn cho nó đẹp hơn. Tiếp theo là phần đề can, thì đề can mình thấy khá là ít. Không biết là có là ảm bảo là khi mà dán lên thì nó sẽ được như hình hay không. Mình cùng lắp thử để xem như thế nào nha mấy bạn. A few moments later. Và đây là mẫu Wukong sau khi đã hoàn thiện tất cả những gì có trong hộp. Nó gồm có con Wukong. Đây là mình chưa dán decal chưa gì hết nha mấy bạn. Mình chỉ dán decal mắt và cái phần trên này. Còn lại mình dự định là sẽ sơn, cho nên mình sẽ không dán những cái này. Đây là con Wukong sau khi đã hoàn thiện nha mấy bạn. Tiếp đó là những cái effect khi mà ở dạng chiến đấu. Một cây thiết bản và cả cái dạng effect khi mà để biến thành dạng khổng lồ, khỉ khổng lồ. Ngoài ra thì mình có một cái tip nho nhỏ cho các bạn, là các bạn có thể tận dụng cái runner H2 này và cắt cái phần mà như mình đã cắt, thì các bạn có thể lấy cái thanh đó và gắn để thành một cái cây đao khác, ngoại trừ cái cây mà thiết bản mà Bandai đã cho kèm, thì chúng ta sẽ có luôn cả một cái cây nữa mà không cần phải thay qua thay lại. Đây là tip nho nhỏ, nếu mà các bạn thấy hay thì hãy tận dụng nó. Theo cảm nhận của mình thì cái mẫu SD lần này khá là đáng tiền, khi mà nó cho ta rất là nhiều cái effect đi kèm chung với lại con Wukong này. Nó chỉ có một cái điểm trừ nho nhỏ,
là về cái phần màu sắc. Thì các bạn có thể thấy là màu sắc của con Wukong sau khi hoàn thiện nó khá là khác biệt so với lại hình ảnh của Bandai công bố. Thì nếu mà các bạn chơi lâu thì cũng sẽ biết hình ảnh của SD đối với Bandai chỉ mang tính chất minh họa. Thì cái này chúng ta có thể cố gắng tự làm đẹp lại cho nó. Thì nếu mà các bạn có hình ảnh nào đẹp thì có thể gửi cho bên mình để cùng chia sẻ. Tiếp theo là về phần biên độ cử động, thì mình cảm thấy là cái con SD này khá là tốt so với những mẫu SD thông thường, đặc biệt là phần chân. Mình sẽ cho các bạn xem, đây là cái phần chân mà nó có thể gặp qua được gần như là những con HG, khớp nó như những con HG, và nó có cả khớp gối khá là hay. Hầu như những con SD lúc trước thì không làm được những điều này, thì bây giờ Bandai đã cải tiến khá là nhiều. Phần chân nó có thể gập và chuyển động hầu như là tuyệt vời. Chỉ còn lại phần tay thì nó hơi ít cử động hơn một tí, nhưng mà mình thấy cũng khá là ổn so với mẫu SD lần này.